Hello, xin chào anh em quay lại với kênh Phan Dụng Cụ Nhật. Nay giới thiệu cho anh em một số đồ tiếp theo, đồ Nhật tiếp theo, lục giác, kìm, cờ lê, rút vi anh em sử dụng trong gia đình ha. Đó, thì bây giờ là em giới thiệu, đây em giá trên này em chỉ bao gồm phí ship anh em ha. Phí ship bây giờ nó cũng việc theo bó cho tiết kiệm, nó cũng giá cũng khá là mềm, cho nên anh em cứ phóng chừng án chừng khoảng cỡ 20 tới 30, 35 ngàn là ok. Đó, thì giới thiệu cho anh em luôn. Thì đây em giới thiệu cho anh em những cái kìm anh em sử dụng trong gia đình ha. Đây, gia đình thì rất là nhiều loại kìm, em có rất là nhiều loại kìm, em giới thiệu dần dần thì anh em hợp nhãn cái cây nào thì có thể sử dụng, có thể mua sắm sử dụng. Đây, kìm Nhật của Tsuda Kintetsu, mã của nó là CN130HGS. Dòng này thì nó có lỗ tút dây, có lỗ tút dây có thể cắt được kẽm ha, khả năng cắt được dây thép không rỉ là 1 ly, dây đồng dây, dây thép mềm là 2 ly 6. Còn dây điện thì cắt ok rồi. Dòng này dài 130, dài 130 mm. Đó, 130 thì anh em tay nhỏ và cần gọn gàng thì dùng cái này. Cho cái kiếm danh cầm dây điện. Đó, thì này có lỗ tút dây nè, đó. Đây, có lỗ tút dây. Thì đây chiều dài 130 thì anh em cần cái này thì được rồi. Một khúc rồi. Cần cái cây nhỏ này thì có sử dụng ha. Đây, trên đầy đủ trong thông tin trên này hết ha. Một sản phẩm có đầy đủ hãng sản xuất, mã sản phẩm và xuất xứ. Này là tiêu chuẩn ZIT luôn, có một dãy số tiêu chuẩn ZIT. Mã của nó là CN130HGS, giá của nó là 323 ngàn một cây. 323 ngàn một cây. Đó. Anh em già cần dài hơn thì em có cái cây này dài 160 mm ha. Mã của nó là CN160HGS thì khả năng cắt nó sẽ lớn hơn, cắt không rỉ 1 ly 3. Đó. Thì nói về ngoại hình nó cũng giống nhau, nó cái phong kiểu giống nhau, cũng là nhựa nhựa đúc 2 màu, có chỗ treo để anh em làm việc lên cao, và có lò xo và cũng có lỗ tút dây luôn. Đó, có lỗ tút dây, tút dây điện thì trên này nó thích hợp luôn cái chỗ vị trí để tút dây điện, thì anh em bóp vào này đúc không đúc thì ở anh em cắt thì ở vị trí cắt, còn tuốt thì mình để ở vị trí tuốt thôi thì nó sẽ ra, nó rất là tiện lợi, tích hợp luôn cho anh em sẽ khi sử dụng trong thao tác nhanh ha. Mã này là HCN160HGS, giá của nó là 338 ngàn một cây, 338 ngàn một cây nha. Ừ. Chiều dài của nó là 160 mm, chiều dài cơ sở của nó tờ Tsuda Nhật Bản. Rồi thì em giới thiệu cho anh em một cái kìm kìm điện luôn, kìm điện chiều dài của nó là 200 mm, mã của nó thì hàng anh em đặt hàng thì hoặc là anh em tham khảo sản phẩm thì anh em cứ gõ mã, anh em có cái mã đây này. P P gạch 200 P, đó, kích thước cơ sở của nó là 200 mm, khả năng cắt của nó là dây thép không rỉ, đã 2 ly lận, 2 ly 2, cái lưỡi cắt còn rất là lớn. Đó, dòng này thì đây, Nhật Bản, giá cái này là 431 ngàn một cái. Đó. Lưỡi cắt rất là lớn, lưỡi cắt lớn, dài. Trên trên này có chỗ vị trí để kẹp giữ gốc, có răng. Ở đây cũng để giữ mở những cái đầu ốc hoặc đầu vít thì kẹp ở đây. Còn đây lưỡi cắt rất là dài, cho nên khả năng cắt là anh em cắt rất là có lực. Ở đây có vị trí để bấm cốt, đó, vị trí để bấm cốt tích hợp luôn. Để mặt trước này đánh bóng và để thông tin lại của sản phẩm, đó, hãng sản xuất, mọi mã sản phẩm và xuất xứ. Ở sau này thì phủ một lớp sơn để chống rỉ sét thôi. Đó. Và nhựa là nhựa nhúng, nhúng sần, một nhựa nhúng sần ha. Thì cái cây này dài 2 tấc, mã của nó là PP200P, giá của nó là 431 ngàn một cây, 431 ngàn một cây. Rồi ngoài cái kìm thì bây giờ giới thiệu cho anh em hai cái cây tua vít cách điện 1000V, dòng này cách điện 1000V, mà dòng này là dòng ba ke, dòng cộng 2 ha, dòng cộng 2. Một cái cây dài 100 mm, một cây dài 150, thân của nó là thân 5 ly. Đây là những cái cây thân nhỏ, thân cách điện 1000V mà thân nhỏ thì anh em phù hợp cho anh em sử dụng. Ví dụ như vặn những cái con vít nằm trong một cái lỗ nhỏ thì cái này sẽ chọn được luôn. Thì em giới thiệu cho anh em luôn. Thì cái cây này thon gọn hơn. Cái mã đầu tiên là cái mã của nó là No 7920 và size của nó là cộng 2, dài 100, thân của nó là 5 ly, đó, 5 mm, cách điện 1000V.
Và cái đối với cái dòng này thì dòng cách điện của Anex thì nó là cái dòng này là nó chọt vào đây. Đối với những dòng thông thường thì nó sẽ có cái lớp bọc bọc cách điện so với cái mũi vít thì nó sẽ là lớn hơn, cho nên không thể lọt vào trong cái lỗ, nhiều khi lỗ CP để mình bằng vít. Đối với dòng này thì nó sẽ suông luôn, từ cái mũi tới cái thân, mũi tới cái thằng cách điện là nó sẽ bằng luôn. Cho nên anh em có thể xỏ lọt vào luôn ha, lọt vào trong ổ cắm luôn, trong ổ điện luôn để bạn. Đó, mã của nó là 7920 cộng 2 nhân 100. Thằng 5 ly giá của nó là 178 ngàn một cây. Đây. Và cái màu của em ba ke là nó sẽ màu đỏ. Và phần cách điện là phát đi cách điện từ màu vàng này, cách điện lên 1000V ha, chứ không phải là cách điện cái phần cán không, đây là cách điện từ từ dưới thân vàng đó. Mã của nó đây. Và trên thân của nó có đầy đủ thông tin luôn này. Cộng 2 thân 5 ly, cách điện 1000V. Đó, cái đoạn này là đoạn 5 ly này. Còn trên này thì nó là cái gì ở trên rồi. Rồi, cây thứ hai là cây dài hơn. Dài của nó 150 mm, mã của nó là nô 7920 cộng 2 và dài 150, thân của nó 5 ly. PS2, hai cây đều PS2 hơn nhưng mà cái thân này dài hơn, dài 150 mm. Đó, nó cũng giống vậy, thân nó thu su cho nên anh em sử dụng xỏ đồng vào trong cái mấy cái lỗ đồ rất là tiện luôn. Đây, thông tin của một cái cây tu vít cách điện 1000V của Anex. Có mã và có size đầy đủ thôi, xuất xứ, model, và trên thân nó là cộng 2 thân 5 ly cách điện 1000V, giá của nó 185.000 một cây. Đó, anh em mà còn cần cây nào thì có thể là inbox hoặc là đặt hàng trên cửa hàng bên em để bên góc dưới phía bên trái. Rồi, hay giới thiệu cho anh em mấy cái cây cờ lê hai từ đầu miệng nha. Thì em mới up được, mới về một số size này thôi. Thì em giới thiệu cho anh em luôn, anh em cần size nào thì có thể đặt hàng. Thì em hai đầu miệng hàng của Top Nhật Bản ha, của Top Top Koyo Nhật Bản. Mã của nó là L11 x 13, nghĩa là một đầu 11 và một đầu 13, hai đầu miệng hở. Nhật Bản. Đó, L11 x 13 là một đầu 11 và tầm 13. Hai size, giá của nó 143 ngàn một cây. Và cái size thứ hai là 12 x 14. 12 x 14 giá cũng vậy là 143 ngàn một cây luôn. L 12 x 14 thì một đầu 12 và một đầu 14, hai đầu miệng. Là rõ này, mày thép CRV. Còn thông tin nó nằm trong này, made in nằm trong này. Rồi cây thứ nữa là cái cây L17 và 19, mà size 17 và một đầu 19. Đó. L17 19. Nhật Bản. Thép CRV. Hàng cờ lê của Top thì anh em yên tâm à. Không phải bàn cãi nữa. Rồi cây này giá của nó là L17 và 19, giá của nó là 225 ngàn một cây. Rồi, cái nữa là cái size 2L 10 22 nhân 24, giá của nó 314 ngàn một cây, một đầu 22 một đầu 24. Đó, 22 nhân 24 FCRV 22 nhân 24. Thì anh em cần cây nào thì có thể là inbox hoặc là đặt hàng. Rồi đây em giới thiệu cho anh em hai bộ lục giác thường đây, không có của Asahi Nhật Bản. Thì em đây hôm nay em giới thiệu cho anh hai bộ, một bộ 6-7 chi tiết từ 1.5 cho tới 7 à, tới 6, 1.5 cho tới 6 mm. Đây, các size từ 1.5 cho tới 6 mm bao gồm là 7 cây đó, một là bộ là bộ ngắn, một bộ dài, thì tùy thuộc anh em cần cái cây bộ ngắn hay bộ dài thì có thể là có thể là mua. Rồi đây bộ ngắn trước đi, em giới thiệu anh bộ ngắn. Bộ ngắn mã của nó là AWS 0770 đó, 0770 của Asahi. Asahi tôi Nhật Bản. Sau đây là những cái từ size cho từng cây, kích thước cho từng cây và những cái đầu lục giác mà có thể sử dụng cho từng size ha, mười mấy thì anh em có thể là cân đối theo ở đây mà mình có thể sử dụng một số cái đầu vít lục giác mà cho phù hợp, có độ cứng của mỗi con lục giác nó khác nhau cho nên là cái mờ cũng khác nhau. À,
Bộ ngắn bao gồm các size sau là 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6. Thì bao gồm 6, 7 size, 7 cây từ 1.5 đến 6. Loại là thường, hai đầu thường luôn. Ừ, hai đầu là đầu thường luôn, đầu đầu này cũng thường luôn, đầu này cũng thường luôn. Cây này là cây 6 ly. 6 mm. Asahi. Viết tắt của nó là AHS. AHS. À, bộ này là mã của nó là AWS0770, giá của nó là 203.000 một bộ. Rồi còn anh em cần bộ dài thì có bộ dài đây, bộ dài này cũng giá là mã của nó ALS0770, cũng gồm 7 size luôn nên chiều dài dài hơn thôi. Ở sau này có nó có ghi rất là rõ luôn chiều dài và kích thước chiều dài của từng cây. Cây 1.5 là 90 x 14, còn cây 6 là 180 x 32. Nó chiều dài đây, chiều dài của chiều ngang và chiều dài của cái lục giác và những cái size của nó có thể mở. Và giá của nó là 300.000 một bộ. Giá mã của nó là ALS0770. Thì anh em quan tâm bộ nào, cần bộ nào thì có thể là sắm sử dụng. Rồi, tiếp theo em giới thiệu cho anh em cái cây kìm rút ri ve. Rút ri ve. Ri ve nhôm rồi. Đây, mã của nó là HR007. Hãng sản xuất của hãng của nó là Taiyo Piccoli. Đó. Thì nó có thể rút được những cái ri ve nhôm này là 2.4 này, 3.2, 4.0, 4.8 là những cái ri ve đó có thể rút rút là ri ve nhôm ha. Là những ri ve nhôm là tương đương với những cái đầu một phần hệ in đây, những cái ri ve hệ in là tương đương 3/8 in này. Rồi 1/8 in này, 5/32 in và 3/16 in. Đây mặt sau của nó này. Thì một bộ của nó cái nó là như vậy. Thì cái này là cái giấy tờ tờ cái CV của nó kèm theo có mã thì đủ đầy đủ ha. HR007 V-code. Đó, V-code Nhật Bản. Và thì nó in thế này luôn. Công ty sản xuất, công ty và nó là những cái size này, 2.4, 3.2, 4.0, 4.8. Và lại kèm theo những anh em sử dụng dụng những cái ri ve thì biết rồi, nó kèm theo những cái đầu như vậy. Đó, từng chi đầu, từng size anh em sử dụng và nó có kèm theo ở sau này. Trong này nó có một cái cây để anh em khi thao tác ha, mở thay đầu. Đó, ví dụ như anh em muốn đào mở đầu này để thay vào thì thay nó kèm theo cái cờ lê ha. Để thay đầu mở thay đầu lại thôi. Rồi xong mình gắn vào đây. Đây chỗ này này. Đây, chỗ có chỗ gắn này. Đó, gắn vào đây, giấu lại và móc để treo bảo quản sau khi sử dụng xong. Rồi giá cái cây này là 371.000 một cây. Mã của nó là HR007. Hãng sản xuất là của hãng là Taiyo Biscuit. Rồi. Thì ngoài ra anh em có thể em giới thiệu cho anh em cái cây đầu khò ga. Đầu khò ga anh em sử dụng những cái bình ga mini ở Việt Nam mình á. Là những cái đầu bình ga mini đó, mình ga mini này là phù hợp ha. Thì đối với những cái đối với cái đầu khò ga này thì nó phần này là phần inox đó, đèn trong này này anh em nhìn thấy thì nó ở nhiệt độ cao nó sẽ không bị hư. Đầu này rất là bền. Đây phần nhựa, nhựa chịu nhiệt ha. Mã của nó là ZR130, à, 730 ZR730. Nhưng đúng mã của nó của sản phẩm là mã của nó là RZ, mã của nó là RZ730S, 730S trên là để 730 S thì nó không có theo kèm theo bình ga. 730 là kèm theo cái bình ga nhưng mà bình ga là không nhập khẩu được cho nên là chỉ nhập được cái đèn không, là mã của nguyên bộ cái đầu này là RZ730S. Thì nó có hai chế độ này, một cái lửa tia, một cái lửa lửa dạng đuốc và có thể chốc đứng xuống mà không bị gì ảnh hưởng.
Đầu này thì gắn vào cái đầu ga mini, cái kho ga, cái bình ga mini của anh em. Bình ga mini thì có cái hai hở này, anh em kê vào đó và anh vặn vào thôi là nó cứng rồi. Còn ở đây vị trí là đánh lửa. Đấy. Là đánh lửa. Đánh lửa để đốt. Còn đây là điều chỉnh nhiệt độ. On off để điều chỉnh về cái lượng ga ra nhiều hay ít là điều chỉnh. Còn ở đây là cái điều chỉnh được cái lượng gió. Đóng mở được lượng gió khi sử dụng. Lượng gió này ở cái anh em điều chỉnh đây nó hai cái chế độ, một chế độ này hoặc là chế độ như này là điều chỉnh cái chỗ này đây đó. Ví dụ anh em bít lại kéo lại thì nó là cái ngọn lửa nó sẽ đi thẳng, đường tia thẳng mạnh, còn khi anh em mở ra thì nó sẽ dạng giống như đuốc đó, dạng đuốc như này đó. Thì anh em không sử dụng nữa thì anh em tắt này thôi đó, là chỗ này là on off. Rồi giá của nó là 623 ngàn một cái. Ở trong này nó có hướng dẫn những cái bình ga, trong này nó có những cái bình ga mà nó có thể sử dụng được đây. Nó khuyến nghị. Rồi bình ga mini mình thì anh em cái bình ga mini của mình thấy còn nguyên vẹn hay còn đầy đủ, cái đầu nó còn tròn ha. Đừng anh em đừng có xài cái máy bình mà nó bị méo mó rồi thì nó không mất kính. Thì một số cái bình ga anh em hay 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 đổi nhiều khi nó bị móp cái đầu rồi. Em cũng hai bữa em mua thử 11 cái. Em thử về một cái là cái đầu của mình ga bị móp cho nên gắn gắn nhiều nó không có kín, mất an toàn nha. Rồi đây mình giới thiệu cho anh em cái bộ đầu vít của Anex. Anex mã của nó là ACMH9GE. Đó, nó bao gồm các đầu vít như sau này: đầu cộng này, đầu trừ, đầu lục giác. Đó, một bộ này bao gồm cả những cái đầu như này, là những cái bao gồm như này. Dưới này có đầy đủ từng màu luôn, từng màu từng size. Ở sau lưng này có đầy đủ luôn là những cái mà nào nữa, ví dụ như cái cây này cộng 1 hai đầu dài 65, cộng 2 hai đầu dài 65 luôn. Và đây là một đầu cộng 2, hai đầu cộng 3. Đây một đầu trừ 5 và một đầu trừ 6, đó một đầu lục giác 3, lục giác 4, lục giác 5, lục giác 6. Đó. Và kèm theo một cái cây. Đây, bộ của nó như vậy. Gồm là làm 2 4 6 8 9 cái mũi vít và một cái thanh nối. Một cái thanh nối. Đây. Cái này thanh nối này thì đây, kéo xuống và nó có thể sử dụng. Và phân phân biệt từng màu luôn. Màu đỏ là đầu cộng, đầu vét 1. Vít hai đầu và vét 1, đầu vàng này hai đầu vét 2. Vét 2 một đầu, vét 3 trừ lục giác đó. Thì anh em sử dụng trong gia đình sử dụng mà cần những cái này thì anh em có thể sử dụng máy hoặc sử dụng bằng tay siết, thì cái này thì sắm cái bộ này là rất là ok. Bộ này giá của nó là 582 ngàn một bộ. 582 ngàn một bộ, mã của nó là ACMH9GE. Đó. Một bộ này 582 ngàn. Rồi, để giới thiệu cho anh em những cái cây, một số cái cây nối này, ví dụ anh em vặn vít loạn trần mà nó không có chiều dài nó mình không tới, thì anh em giới thiệu cho anh em những cái thanh nối thêm. À, thì em có 4 size là dài 100, dài 150, dài 200 và 250. Đó. Thì em giới thiệu cho đầu tiên là cái cây dài 100, mã của nó là AEH100. Thì nó sử dụng cho máy móc vít 14 18V ha. Chiều dài tổng chiều dài của nó là 100 mm. Chui là chui vặn vít, chui dài là 14 ly. Chui dài ha, chui dài. Đó 14 ly. Và gài tự động, đầu này gắn vít, đầu này gắn máy hoặc gắn vô cái chui cán chui vít. Đó này. 635 1/4. Giá của cái cây này là 187.000 một cây, 187.000, cây dài 100. Đối với cây dài 150 thì cái cây dài 100 là màu đỏ ha. Màu đỏ. Còn dây cây màu vàng là dài 150. Dài 150 giá của nó là 227.000 một cái. 227.000. Đây, trên này có mã đầy đủ. Đó. Cũng xài cho máy móc vít 18V. Mã của nó là AEH150, giá là 227.000 một cây. Còn cái này dài hơn thì nó màu xanh lá. Màu xanh này thì nó chiều dài của nó là 200 mm, mã của nó là AEH200, giá của nó là
261.000 một cây, 261.000. Đó là sử dụng cho máy bán vít 10 18V. Ở đây cũng chu dài ha, anh em xài máy chu dài. Rồi cây cuối cùng là cái mã dài 250mm. Đó, dài 250, cái này mới về. Đó, nó cũng sử dụng cho 18 tới 40V. Cái này dễ hơn, dài hơn. Mã của nó là AEH250, giá cái này là 292.000 một cây, 292.000 một cây. Cái phần này là phần nhựa cho nên anh em không thể ép để khi bắn súng, vặn vít thì mà vừa phải thôi, chứ không thể ép như những cái bà đầu mà đầu kim loại được, là nó chỉ gài bi, cho nên anh em xài, nó khuyến nghị cho xài 18V, xài máy bắn vít 18V đó, 18V thôi. Rồi anh em coi cần món nào thì có thể là ủng hộ, liên hệ em, thông tin em để ở trên màn hình ha. Rồi hẹn anh em những video tiếp theo.